Đồ Câu Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 19 tháng 11. Bên em xin gửi đến mọi người video số 265 là một số cây cần tây chất liệu là fit, bao gồm có cần lóng ngắn và lóng dài. Độ dài là từ 2m6 cho tới là hơn 6m. Và shop em là ở bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 077 8873 789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và bên em sẽ ship COD toàn quốc cho mọi người nha. Rồi đầu tiên sẽ là một cây cần lóng ngắn mọi người. Lóng ngắn thì cây này thu gọn có 55cm thôi, phù hợp cho mọi người bỏ cốp xe đi du lịch. Cây này thì độ dài của nó là 3m6. Mã hàng là T560. Mọi người mua hàng vui lòng nhắn giùm em cái mã nha. Hiệu Tatic Enjoy. Cây này là cần lóng ngắn dài là 3m6, đọt 0.8 ly. 0.8 ly độ cứng cây này khoảng 2H và cây này thì ngoại hình cũng còn đẹp. Thu gọn là 55cm, nhẹ 120g. T560 có giá là 260.000. Hàng của bên em là được bao ship nha mọi người và mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán nha. Tiếp theo sẽ là một cây cần T561. Là một cây đai hoa phíp đỏ dài 4m rưỡi, thu gọn là 47cm, đọt là 0.9 ly. Cây này là hàng nội địa, đọt 0.9, độ cứng khoảng 2H. Cần phíp đỏ trầy xước cũng có nhưng mà ít nha mọi người. Nói chung hàng bãi người ta xài rồi thì nó cũng có hơi trầy xước. Và thì cây này nó nhẹ 180g, thu gọn 47cm, dài 4m rưỡi. T561 này có giá là 280.000. T562 là một cây 4m rưỡi, thu gọn 56cm, đọt 0.9. Cây này độ cứng cũng khoảng 2H thôi nha mọi người, phù hợp cho mọi người câu cảm giác ha. Độ cây này thì ngoại hình nó cũng còn tương đối là đẹp, cần còn nước sơn còn bóng, trầy xước ít, xước dâm thôi nha mọi người. Nhẹ 200g, thu gọn là 55cm, dài 4m rưỡi. T562 giá là 270.000. 270.000 bao ship nha mọi người. T562. Tiếp theo là cặp cần lóng dài. Lóng dài này thì thu gọn là tầm khoảng 1m nha mọi người. T563 là gồm một cặp, gồm có 2 cây, một cây là 2m6 và một cây 2m7. 2m6 là cây màu cam. Màu cam là 2m6 nè mọi người. Đọt cây này lớn. Ở đây nó có xước một tí mọi người. Đọt là 1 ly 8, nhẹ là 80g. 1 ly 8, độ cứng cây này 2.5 hơn nha mọi người. Nó cũng còn đẹp, ở đây nó xước một tí nha mọi người. Và cây thứ hai của cặp cần này là cây của hãng Olympic, dài 2m7, hàng nội địa. Đọt là 1 ly và nhẹ là 120g. 1 ly độ cứng cây này khoảng 2H. Và cái cặp cần này là mã hàng là T563, có giá là 280.000, gồm một cây 2m6 và một cây 2m7. Giá là 280.000. Tiếp theo là một cây cần T564, dài 3m rưỡi, cây này hàng giả trúc và không có nhãn mác mọi người, trầy nhãn mác hết rồi. Các lóng của nó thì có bọc khoen, có lóng là có bảo vệ nha mọi người, có bọc lóng bảo vệ. Cây này đọt 1 ly, độ cứng khoảng 2H. Ở đây nó có bị dính sơn mọi người đây. Hình như nó dính sơn. Ở đây có bị trước một xước một tí sơn mọi người. Nhẹ 100g, dài 3m rưỡi, T564, giá 240. Tiếp theo lóng dài luôn mọi người, T565, một cây cần dài 3m6, hàng giả trúc. Đọt của cần này là 0.9 ly và nhẹ 120g, độ cứng khoảng 2H.
Cây này có tháp đọt. Nó có sơn kim tuyến mọi người. T565 nhẹ 120g, giá 250. Tiếp theo là một cây lóng ngắn mọi người, T566. Cây cần Technogear dài 3m6. Cây này thì đọt của nó là 1.1 và nhẹ là 130g, cứng tầm 2.5 ha. Ngoại hình cũng còn đẹp. 130g. Lóng ngắn thu gọn cây này là 56 cm, bỏ cốc xe AB là vừa luôn mọi người. Thu gọn là 56 cm và T566 này là 250.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cây lóng ngắn nữa mọi người, T567 dài 4.5 m, có 10 lóng. Thu gọn là 54 cm. Đọt cây này là 0.8 ly, cứng 2 ha. Độ cứng thì khoảng 2 ha. Trên cần nó không có để độ cứng nha mọi người. Mình chỉ ước lượng thôi, tương đối thôi nha mọi người. Phôi cũng còn sáng đẹp. Và nhẹ là 200g. T567 dài 4.5 m, giá 270.000. Thu gọn là 54 cm. Tiếp theo là T568 mọi người, dài 3.6 m. Cây này thì đọt là 1.6 ly và nhẹ 120g. Dài 3.6 m, T568. Cái này đọt nó cứng khoảng 2.5 ha. Màu đỏ. T568 giá là 250. T569 một cây 3.6 m nữa mọi người. Cái này cũng độ cứng cao. 3.6 m đọt 2 ly nhẹ 170g. Có bị xước ở đây. Cái này có nút luôn mọi người. Đây đọt đây mọi người. Cái đầu nó đây, nếu mà mọi người cần cái cước thì nói em để em bỏ đầu cước vô cho mọi người nha. Còn cái này nó về nó thiết kế như vậy nè. Mọi người cần bỏ đầu cước thì nhắn giúp em ha. Cái này độ cứng cũng khoảng 2.5 ha. Trầy xước ít mọi người. Đây có chấm chấm xước li ti thôi. T569 giá 250. T570 dài 3.5 m của Trung Quốc sản xuất, 2 gear level gear màu xanh. Đọt cái này 1.9 ly mọi người. Độ cứng cũng khoảng 2.5 ha nha mọi người. Dài 3.5 m. Cái này độ dài của cần nó để 3.6 m. Em đo lại còn 3.5 m. Ở đây nó có bị hơi tróc phần sơn. Phôi thì không có dập bể gì nha mọi người. Nhẹ 120g, T570 có giá 230.000. T571 dài 4.4 m. Tay cầm là quấn nhợ, hàng giả trúc. Đọt cây này là 0.8 ly, dài 4.4 m. Độ cứng khoảng 2 ha, có tháp đọt. Đây nó có sơn kim tuyến, nhũ kim tuyến nha mọi người. Sơn kim tuyến. Nói chung là cây này cũng còn tương đối mọi người. Ở đây nó có bị xước lớp sơn ngay cái lóng ngoài mọi người. Và nặng là 190g, dài 4.4 m. T571 có giá là 260 nha mọi người. 500. Tiếp theo là 572. Một cây cần KTI dài 4.5 m, tay cầm được quấn nhợ, đọt 0.9 ly và nhẹ 180g. Cây này là vân trúc, vân giả trúc. Cây này độ cứng khoảng 2 ha thôi nha mọi người. Tháp đọt ở đây. Hàng giả trúc. Và ngay cái lóng thứ hai từ cái lóng gốc, nó có bị hơi xước ngay cái phần lóng đầu á mọi người, ngay cái phần ngay cái đầu á nè. Lóng thứ hai nha mọi người, nó xước thôi chứ nó không có dập bể gì mọi người, đây nó hơi xước thôi. Hàng giả trúc dài 4.4 m, dài 4.5 m chứ mọi người.
Nhà 180g, cây này để mọi người 240 thôi nha. Chỗ đó nó hơi bị xước cái phần phôi. Hiệu KTI T572 240. T573 dài 4,5 m. Xước một tí ở đây mọi người. Xước sân ở đây. Đọt cây này 0.8 ly, nhẹ 150g. Độ cứng khoảng 2 h. Và cây này nó cũng tháp đọt nha mọi người. Đây, phần này nó tháp đọt. Trầy xước cũng có nha mọi người, ít thôi. Đây. Và cây này thì nó nặng là 150g mọi người, dài 4,5 m, T573 là 260 nha mọi người. Tiếp theo là T574, một cây dài 4,5 m, Sito. Cây này cứng cũng cao mọi người. Đọt 1 ly 6. Cây này đọt 1 ly 6 cứng tầm 2,5 h. Hơn hoặc hơn ha. Nói chung có đọt thì em thấy nó cũng hơi dịu tầm đó, còn cứng hơn nữa thì về tùy thuộc vào kinh nghiệm câu của từng anh cần thủ ha, sẽ cho cái độ cứng nó chuẩn nhất. Và nhẹ 240g, T574, dài 4,5 m, giá 260.000. T575, một cây cần Zoto, dài 4,8 m, tay cầm được uốn nhợ. Cây này màu nâu phối với lại màu vàng. Cây này đọt nó nhỏ mọi người, có 0.8 ly thôi, độ cứng cũng khoảng 2 h thôi nha mọi người, tháp đọt. Độ cây này nó cũng còn đẹp mọi người, cũng còn độ mới thì nó cũng còn tương đối là đẹp, sân cũng còn bóng, trầy xước ít. Nhẹ 240g, dài 4,8 m, T575. Cây này 270.000. T576, một cây 3,6 m, Technogear, dài 3,6 m. Cây này màu bạc phối với lại màu xanh, đọt cũng lớn mọi người. Đọt cây này đọt là 1 ly 9, nhẹ 180g. Cứng tầm trên 2,5 h. Cần cây này kéo ra cũng thẳng cần. Màu xanh với màu bạc còn mới mọi người. Nói chung cây này cũng còn đẹp lắm. T576, nhẹ 180g, giá 270.000. T577, một cây dài 4,3 m, cây này của hãng Olympic, 4,3 m. Ở đây nó có rạn một xíu thôi nha mọi người, không có dập đĩa nha. Cái này đọt nó là 1 ly rưỡi, độ cứng cũng khoảng 2,5 h. 2,5 h nha mọi người, cây cần của Olympic. Đây nó hơi xước sơn một xíu thôi mọi người. Nhẹ 220g, dài 4,3 m, T577 là 260.000. T578, một cây Olympic, hàng nội địa, tay cầm được quấn nhợ, phôi thì đẹp lắm mọi người, phôi vân trúc, có nắp á, cái này có nút ring của nó luôn á. Đọt cây này là 1 ly. Đọt 1 ly, cây này cứng tầm 2 h. Vân giả trúc đẹp lắm mọi người. Dài 4,5 m, đọt 1 ly cứng tầm 2 h. Và cây này nó nhẹ là 180g. T578 có giá 270. T579, một cây cần 4,5 m, màu xanh, dài 4,5 m, đọt 1 ly 6 và nặng là 240g. Cây này cứng cũng khoảng 2,5 h. T579 giá 260.000, dài 4,5 m. Tiếp theo là T580 mọi người, một cây dài 5,4 m của Trung Quốc sản xuất. Đây nó hơi bị dính đất hay dính gì á mọi người.
Đây, dính cái gì, dính keo, dính gì, đất. Dài 4-5m4 mọi người, của Trung Quốc sản xuất ha. Cây này đọt cứng à, đọt 2 ly 7. Cây này khâu bạo lực mọi người, cứng trên 3H nha. Đọt to luôn, ngoại hình cũng còn đẹp, màu đen với màu đỏ phối với nhau. Cái này thì nó hơi trầy một xíu ở phần này thôi mọi người. Và nặng 380g, T580 có giá là 300. Hàng được bao ship. Và mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán nha. 581 mọi người, dài 5m2, màu xanh. Cái này thì trên cần nó cũng bị trầy hết nhãn mát rồi. Đọt cái này là 1 ly 6, nhưng mà độ cứng chắc tầm khoảng 2,5 hoặc thấp hơn nha mọi người. Cái đọt nó hơi dịu ha, nó không có cứng như các cây cần T580. Cái đọt có vẻ cứng ha, trầy xước có nha mọi người, trầy xước có, trầy xước. T581 dài 5m2, đọt 1 ly 6, nặng 320g, giá là 270.000. Tiếp theo là T582, một cây cần dài 5m4, hiệu Technical Gear, Tail Gear vậy đó mọi người. Đây, cần còn đẹp mọi người, Stream 5m4, đọt là 1 ly 9. Cây này cứng khoảng 2,5. Cần cũng còn tương đối là đẹp. Nhẹ 340g, dài 5m4, T582, giá là 300. Tiếp theo, T583. Một cây cần Technogear dài 5m4 luôn mọi người. Đọt là 2 ly. Cây này đọt 2 ly, độ cứng cũng khoảng hơn, độ cứng cũng tầm 2,5 nha mọi người. Đây nó cũng hơi xước một xíu ngay cái đầu đấy thôi, còn lại là ok nha mọi người. Đây, xước xíu thôi. Và nặng là 400g, T583 giá 300. T584 dài 5m4, cái này hàng nội địa Nhật, đọt 1 ly 9, nặng 480g, có bị trễ đây nha mọi người. Cái này nó có nắp nó hay á mọi người, nó vặn ở đây. Đọt 1 ly 9, độ cứng tầm 2,5. Đây các lóng nó có bọc bảo vệ cần nha mọi người. Đây nó có cái nút vặn mọi người. Nhẹ 480g, dài 5m4, T584 giá 300. T585 dài 6m1 mọi người. Cái này là dạng dây trong, cần tay, nhưng mà mọi người có thể câu dây trong, câu máy được, trợ máy chứ, em xin lỗi ha, tay hoặc trợ máy, dài là 6m1. Có bát Fuji, bát Delucy FS8 mọi người, của hãng Olympic. Dài 6m1, đọt 2 ly 3, độ cứng cây này khoảng 2,5 hơn, và các lóng cũng có bảo vệ. Bảo vệ lóng nha mọi người. Đây, nói chung ngoại hình cũng còn đẹp, của hãng Olympic. Và cái đầu đọt ở đây mọi người, có cái đầu bu ha, mọi người về không thích thì có thể đi dây vào câu thôi nha mọi người, đi cước á. Nặng 560g, T585 có giá là 300. Và mọi người mua hàng thì gọi điện giúp em nha. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.